cần bàn công việc đâu, đừng nghĩ đến công việc. Nhưng mà nó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, tự nhiên nó thân nhau. Thân nhau rồi công việc nó mở ra. Lục hòa, xây dựng ekip mạnh theo lục hòa. Cái đầu tiên là thân hòa đồng trụ. Thân hòa đồng trụ tức là thân phải ngồi cạnh nhau. Đây là bắt buộc. Ví dụ bàn này không hề thân cái bàn dưới kia, mặc dù đang ngồi chung một phòng, vì lý do đơn giản các bạn ngồi khác bàn. Tương tự như vậy, một cái bàn dài, thật là dài. Trong quán nhậu các bạn để ý, sẽ cái cụm đầu bàn bên này nó nói chuyện riêng với cụm đầu bàn bên kia nó nói chuyện riêng, đúng không? Nên muốn thân hòa đồng trụ, việc đầu tiên là phải ngồi gần nhau. Và người ta tính toán chán rồi, 12 người trở xuống là vừa. Một nhóm đừng hơn 12 người. 6 người là rất tuyệt vời, quân đội là nó xài 6 người. 6 người là trong quân đội nhá, cứ một tổ là 6 người. Còn trong mô hình xanh ngọc thì người ta thống kê là những nhóm 12 người là vừa, 10 đến 12 người. Tại vì đầu của chúng ta nó nhớ được nhiều không? Các bạn nhớ ngày xưa học trong lớp 50 học sinh, các bạn nhờ còn nhớ được hết tên 50 đứa không? Các bạn nhớ được khoảng 5 đứa đúng không? Cứ nghiệm đi xuống đúng không? Nhớ lại cái lớp cấp 3 ngày xưa học, các bạn nhớ được mấy đứa? 5, 6, 7, 8 đứa hết, còn đâu quên sạch. Gặp mặt nhìn mặt nó một lúc nó nhớ, còn bây giờ bắt nhớ chắc được 5 đứa. Nên người ta thống kê chán rồi. 5, 6 người là một đội trong quân đội là tinh nhuệ, là con số đó là cực đẹp. Còn trong doanh nghiệp thì nó không cần tinh nhuệ như quân đội, thì nó mở rộng ra thành 10 đến 12 là đủ, không nên cho hơn. Hơn thì nó tách thành hai đội hoạt động cùng một công việc, nhưng cho hai đội nó hoạt động song song, không có vấn đề gì. Đó. Thân hòa là chúng ta gặp nhau như thế này. Vậy đến nhà chơi với nhau có phải là một dạng thân hòa đồng trụ không? Đi nhậu chung với nhau có phải thân hòa đồng trụ không? Mấy chị phụ nữ rủ nhau đi shopping có phải thân hòa đồng trụ không? Nên các bạn thấy ngoài đời sống thân hòa đồng trụ rất nhiều. Và người nào hay đi shopping với nhau, người nào hay đi nhậu, người nào hay đi uống cà phê với nhau, lâu ngày là thành bạn thân. Cứ nghiệm đi xem đúng không? Mặc dù nó chưa hề có hiểu và thương nha, nó chỉ chơi thân hòa đồng trụ thôi, chứ nó chưa chủ đích tìm hiểu nhau. Vậy mà nó chơi với nhau nó đã thân rồi. Tức là nó chỉ áp dụng được một tí xíu trong lục hòa thôi, nó đã thân nhau rồi. À. Trong thân đồng trụ thì cái yếu tố cùng ăn, cùng ở, cùng làm là yếu tố rất quan trọng. Tức là nó cùng đồng điệu với nhau trong mọi việc. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng học, cùng đọc một quyển sách, cùng chơi một chuyến dã ngoại, cùng xem một bộ phim, cùng học một lớp. Thì các bạn để ý này, cái chất ba cùng này này, quân đội nó làm tốt không? Quân đội là nó ngủ trong một ký túc xá, giường tầng, mấy chục đứa là chung nhau trong một cái tiểu đội. Tắm không có phòng tắm riêng, phòng tắm của quân đội, phòng tắm chung luôn. Để nguyên một dãy để tắm chung hết. Duyệt binh chung. Và khi ra trận, sống chết chung, vào sinh ra tử chung với nhau. Căng tin chung, nó chung nhau hết. Nên quân đội nó thân nhau vô cùng là vì nó đạt được cái chất ba cùng này. Cái chất ba cùng này, ông Võ Nguyên Giáp và Bác Hồ mình gọi là chiến tranh du kích, gọi là chiến tranh nhân dân. Lưu ý cái điều này. Chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân là các bạn biến mọi người dân thành lính, thì gọi là chiến tranh nhân dân. Mỹ đánh Việt Nam rất khó là vì người miền Bắc biến thành lính hết rồi. Và người miền Nam thì nguyên cái giải Củ Chi là lính hết. Các bạn đến Củ Chi, tại sao có những hệ thống đường hầm hàng trăm km ở dưới lòng đất mà Mỹ ném bao nhiêu bom napalm không diệt được? Bao nhiêu chất độc màu da cam nó giải xuống không diệt được? Vì chiến tranh du kích, tức là lấy một lính biệt động ở ngoài Bắc, chui vào trong Nam, ở trong nhà người nông dân, gọi người nông dân là bố là mẹ, chơi với con người nông dân là anh là em,
6 tháng 1 năm sau rồi nó đốt đi, nó sang nhà khác, nó làm y như thế. Nó cứ như cái con virus nó chích vô, như con virus Vũ Hán bây giờ nó chích vô. Đấy. Thế là cái nhà người nông dân đó, họ có được một thêm một người con mới, và trong 6 tháng 1 năm họ ở thì họ thân với người đó. Thì từ đó ban ngày họ là nông dân mà ban đêm họ là chiến sĩ. Không biết ai là lính hết. Lính Mỹ ban ngày thì xét họ đi qua vậy đó, nhưng chỉ sầm sầm tối là coi chừng bị thủ tiêu. Bị chính cái người nông dân đó họ thủ tiêu, cái người lính Mỹ đó. Nên các bạn thấy ngay cái Sài Gòn này mà đánh mãi, Củ Chi đánh không xong, hỏi làm sao mà sẽ đánh miền Bắc được. Ở đây tôi không có cái ý phân biệt là chế độ nọ, chế độ kia. Ở đây tôi đang có cái góc độ là nhìn với góc độ chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân, để các bạn hiểu cái tầm quan trọng của ba cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Ông Võ Nguyên Giáp mất 30 năm để toàn bộ miền Bắc biến thành chiến sĩ. Mỗi một gia đình là trở thành một du kích. Còn các bạn biết ông Trần Hưng Đạo ngày xưa mất bao lâu không? Ông Trần Hưng Đạo ngày xưa tung đúng 3 chiêu thôi. Trong vòng 1 năm đúng 3 chiêu là xong toàn bộ Việt Nam. Chiêu thứ nhất là hội nghị Diên Hồng. Chiêu thứ hai là hội nghị Bình Tham. Chiêu thứ ba là hịch tướng sĩ. 3 chiêu thôi toàn bộ dân Việt Nam thành chiến sĩ. Ai cũng khắc lên bờ vai chữ sát thát hết. Tức là giết giặc Nguyên Mông hết thì làm sao mà đầu hàng giặc được. Vậy giặc Nguyên Mông nó sang Việt Nam, một là nó thua mình, hai là nó phải giết cả một dân, đúng không? Còn không, nó không bao giờ có khái niệm thắng. Một là anh phải xóa sổ Việt Nam, hai là chắc chắn anh bị thua. Vậy thôi. Chiến tranh du kích nó hay ở chỗ đấy đấy. Chiến tranh nhân dân hay ở đấy. Nên Mỹ muốn thắng được Việt Nam thì phải xóa sổ toàn bộ miền Bắc. Mà chuyện này thì gần như viễn tưởng, không làm nổi, không thắng được đâu. Nên ông Trần Hưng Đạo trước khi chết, vua mới đến hỏi là ỡ quân Nguyên Mông nó đến đánh lần thứ tư thì sao. Thì ông Trần Hưng Đạo ông trả lời là gì? Khoan sức dân để làm gốc. Tức là cứ dựa vào dân thôi. Các bạn mà dựa vào dân để người dân coi mình như ruột thịt trong nhà, như bạn thân rồi, thế là xong, có bấy nhiêu rồi. Ba cùng hay lắm đấy, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Mọi thứ nó đồng điệu với nhau. Nếu các bạn là sếp, có bao giờ các bạn sắp xếp thời gian đến nhà nhân viên ở đó một ngày không? Một buổi chiều thứ bảy, rồi đến buổi tối, rồi sáng chủ nhật, hai đứa cùng đi, ba bốn nhóm cùng, ba bốn người thành một nhóm cùng đi uống cà phê ăn sáng, rồi đi bơi hoặc đi đánh tennis ở đâu đó, rồi mới về lên nhà sách mua một hai quyển sách rồi. Còn buổi chiều thì uống trà, nói chuyện, cùng xem một bộ phim hay, cùng đọc một quyển sách hay, tùy. Gần bàn công việc đâu, đừng nghĩ đến công việc. Nhưng mà nó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, tự nhiên nó thân nhau. Thân nhau rồi công việc nó mở ra. Các bạn dùng cái chiêu ba cùng này để tán gái được không? Để tán trai được không? Cùng ăn dù nó đi ăn, cùng ở dù nó cùng ở, cùng làm, có công việc thì dù hay hay dù nó cùng làm, cùng đi du lịch, thấy chỗ nào du lịch hay hay dù nó cùng đi du lịch, đi lên chùa, thấy cái chùa đó hay dù nó đi thăm chùa, đi nhà sách, thấy nhà sách có nhiều sách hay dù nó đi nhà sách. Cứ cùng là nó thân nhau, thế thôi. Thấy lớp lọc, học nào hay dắt nó đi học cũng. Cứ cùng là xong, các bạn hình dung chưa? Kết thân là cứ chữ nhớ, cùng là nó kết thân.